Đẹp không? Ngon quá. Đây là món ăn tự chọn một ơn hai người ăn. Quá ngon, quá tuyệt vời luôn. Ăn lên quả cáo giùm em luôn hả? Ngon quá. Tao thấy món nào mà cũng muốn thấy khẩu của mình. Đúng rồi đó anh. MBI chanh luôn. Chỉ gà trộn cũng rất là ngon. Đây, một em gái rất là xinh gái đang làm món rau trộn này. Rất là nhiều món ngon. Đây là anh chủ chuyên nghiệp. Hôm nay là mình ghé quán Hiệp Thành ở Bạc Liêu, phường Nhà Mát. Đi lên con bận mà hôm nay con bận nó đi làm rồi. Vậy thêm bọng nữa ha. Rồi thêm bọng, đứa bọng đó cho chú đi em. Quán ngon, một quán cơm ăn rất là ngon các bạn. Đây những em con gái rất là chuyên nghiệp đang lấy thức ăn cho khách. Còn đây là anh khách của mình. Anh ăn gì chứ? Anh uống qua không? Anh ăn mấy người rồi? Anh chưa mọt không? Đây, anh đã đi ra xe. Giờ tới lượt mình trở về bàn ăn của mình đây. Chưa đủ món. Trời ơi, chưa đủ món các bạn ơi, đợi chút xíu. Nhưng mà mình có cái dĩa gao trộn. Dĩa gao. Mình cũng mê dĩa gao, dưa cải rồi. Nhưng mà bên này mình có ly nước nè, khát nước quá trời luôn, để uống miếng nước á. Quá là khát. Ngon. Cơm gà các bạn ơi, cơm gà cá kho mình chọn đã gao luôn, quá ngon, sôi sùng sục, nóng hổi luôn, sôi hùng hục quá, nóng hổi luôn, quá ngon, ngon quá các bạn ơi. Nồi canh chua mình chưa tới, còn đây là chén nước mắm rất là tuyệt vời. Mùi cay của nó thôi là mình đã hít hà và mình thích ăn cay là nghề của ẻm. Ngon quá. Ăn cá đông khách ở nhà, đúng nhà Mát không? Đúng rồi, đây là phường Nhà Mát. Đây quay qua cái món là quán cơm Hiệp Thành luôn á nghe các bạn, phường Nhà Mát. Bữa nay mà con mắm sa ghi ở đây một cái nè. Nam Hải đi qua mẹ Nam Hải điện gió thì ghé cái đây chỗ này ăn mày kia đó. Đây nồi canh của mình rất là ngon, hơn thật. Rồi ấy đi đặt trước nhà ăn trước đây. Ngon quá làm em phát thèm. Đây cho anh này lên ăn đi rồi cảm nhận và chia sẻ. Ngon à, nhìn thấy hấp dẫn rồi. Anh mà cái này đây. Thôi quay nè. Đây mẹ khô quẹt rất là tuyệt vời. Đây là cái bài gọi mới ngon nè. Cái gô. Đúng rồi. Đây là bữa thanh sọn á. Gô ạ. Ngon không? Ừ. Ngon không? Quá ngon. Ngon dữ lắm luôn.
Canh chua cái là gì ạ? Cá lóc hả? Hình như không phải. Không phải, cá ba sa các bạn ơi. Cá hú à? Cá hú luôn, cá hú luôn. Cá hú. Hú. Hú hú. Ngon không? Dạ. Không ngon là quánh liền. Ngon, thơm đã. Trời ơi, ăn mà làm tôi thèm quá vậy. Dạ thì ngon, nước gì ăn. Thơm đã. Thích rồi. Tên được hẹn tên. Sao mới có ăn đưa bạc vậy? Ngon quá. Ừ. Các bạn ăn bao nhiêu không? Có chứ, quả tài, thèm hình thật rồi. Anh vừa ăn quay mà. À, quay. Đây, đó, ngon à. Ngon. Ừ. Ăn mấy giờ là sạch luôn. Ngon ngon như vậy mà làm đỡ cuộc chơi. Không bị ăn hết rồi, mới được ăn phải không? Đúng rồi. Chồng ăn quá trời. Trời ơi, làm tôi ăn chưa được gì hết trơn á, đã hết rồi. Mau mau ăn nhanh lên mới được, mới kịp. Trời ơi, nó ngon của tôi. Ngon quá, ngon quá. Hương vị đúng là hương vị của mình thích. Ngọt thiệt, ngon dữ lắm. Đậm đà. À, đậm rất là đậm đà. Cái hương vị này đã lâu lắm rồi, mình mới không được ăn. Bữa nay mình mới được ăn lại á các bạn. Ăn này đúng luôn. Ngon đến nỗi là mình đổ mồ hôi mẹ mồ con luôn. Phải canh chua kho khô vào. Canh bò chua mà cá vô vào tọt gì bằng. Ờ, cái món nào cũng hấp dẫn chứ. Người ta nói là canh chua kho cá vô kho tọt cá lóc canh chua là tuyệt vời, mà này mình không có lóc có cá hú nó càng tuyệt vời hơn nữa. Giống như là cá lóc nó 100% đây đúng không? 100% nhưng mà cá hú 200% luôn. Tại dân nước mặn mà không hiểu. Cái này ngon. Đi ra bán cơm cho anh chủ nấu ăn rất là tuyệt vời mà quý vị nó này cũng thích. Thấy cái này tắm là cũng bắt mà. Uống nước trà vô cái hấp bẩn ha. Bạc bén. Mồi này ngon. Đi ngang đi vô đi lịch mà xuống đem hải chạm chim hay chỗ nào. Hoặc là dị gió chỗ nào cũng ngon chứ, ghé đây là đúng luôn. Ồ. Oh. Ngon quá hết sáng à. Chắc ngủ nó mất vậy luôn á. Bánh ngon à. Quá ngon. Vừa ăn không? Rất thịt luôn. Quan trọng là nó thấm cái độ con cá nó vừa ăn không? Mặn hay lạc? Đã rồi. Không mặn, không mặn. Đậm đà hương vị đúng bản chất quê hương bé kiều. Ê nha nha à cười cười cơm xin cơm giờ mấy món đồ ăn rất là vừa ăn. Bây giờ mình sẽ thử qua nước canh nè, nước nè, hương vị nước canh nè. Đó, nước nước nó mới ngon đó. À, quả đạo quá đạo. Ngon quá. Ủa, ngon nước quá. Canh nó thiếu gì không? Không, vừa ăn. Chua vừa đủ, mặn vừa đủ, ngọt vừa đủ, dịu dàng luôn. Không, đúng mà đậm đà. Đậm đà thiệt, nước này là nước canh chua có đậm đà. Bạc Liêu mình ăn rất là nhiều chỗ nhưng mà chỗ này là ngon nhất. Không, đặt đúng là chỗ này là chỗ Hiệp Thành này là chỗ này ngon nhất. Nhà Mát đi ngang cơ đó, phường Nhà Mát là đi ngang về xuống Nam Hải. À, tại nơi đây là cách chỗ mẹ Nam Hải khoảng 5 km, 5 km là hải lý đấy.
kho khô mà thịt kho tàu á bạn, phải chỉ không? Hết luôn rồi, hết cơm hết rồi ăn luôn rồi, hết cơm hết rồi ăn. Tưởng đâu chứ hai rồi sáng giờ chứ hai mới lên tới rồi, mới lên với mẹ bển nè, hai về đâu là chưa, vậy là có anh cha trên bên mẹ. Trời ơi, sạch dĩa của tôi rồi. Sạch dĩa rồi các bạn ơi. Hấp. Vừa khai nhẹ nhẹ rồi. Không, cơm chua đúng là cơm chua hay, cơm chua nó ngon. Quá ngon. Ngon hơn chứ ăn mà không kịp mà thở. Mình thích nào có vô này, quá chĩa này có vô rồi đó. Một tâm. Đúng là đúng chỗ rồi đó. Ngứa rồi đó. Ngứa đúng chỗ gãy. Gãy đúng chỗ ngứa. Mình đã chia sẻ xong với các bạn là quán ăn thịt thật rất là ngon á. Mình muốn các bạn nào mà có đi xuống không người đến này, bạn ghé quán này ăn rất là ngon các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.